súng, đai xanh, kêu vợt bắn tiến một trong lễ hội truyền thống địa phương xã Yên Mỹ và hội vật xã Yên Mỹ năm 2024. Bắt đầu. Chúng ta sẽ nhìn các động tác xã đài của hai đôi vật chuyên nghiệp và hai lò vật khác nhau. Rất đẹp, rất điểm chuyển. Sau này tại cái sới vật này sẽ có rất nhiều các lò luyện vật khác và các lò vật nổi tiếng của miền Bắc chúng ta cũng như là mọi miền quê hương đất nước vì dự lễ hội truyền thống địa phương xã Yên Mỹ sẽ về tham gia biểu diễn và thi đấu các chương trình đấu vật trong lễ hội của địa phương chúng tôi. Nhân dân quê hương Yên Mỹ và khán giả Yên Mỹ rất nhiệt tình và rất là ưu ái và cổ động nhiệt tình đối với các lò vật. Thank you.
vật tại Sới Đình này. Nhưng mà tiếng trống vật thì vã vang vọng khắp trải dài 88 chiếc loa trong xã. Cho nên là nhân dân không ra xem vật được, nhưng cũng đã được thưởng thức và sẽ nghe những tiếng trống vật tại sân đình, sẽ biết được cái hội vật ý vị như thế nào, dồn dập các làm sao. Trong lễ này, các chương trình thi đấu và biểu diễn tại phát thanh xã Yên Mỹ đã phát trực tiếp qua hệ thống đài truyền thanh của xã vang vọng trong quê hương. Và được một số các đồng chí đã quay các clip và ghi hình.
đội là đô Vũ Minh Hiếu, đai đỏ. Đã thắng. Các đô vực lưu ý khi về sới và sái đơn vị phải xem các nội quy cũng như là chúng tôi đã hướng dẫn đánh miếng đua la tuyệt đối như thế nào. Đô Trần Hoàng Nam, đai xanh, gặp đô Đặng Đình Tùng, đai đỏ, bán kết 2, tuổi 17 trở lên, kèo vật bắt đầu. Đô vật ở Vĩnh Quỳnh, đây là lò vật của